Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện nghị quyết số 68 NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch số 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 năm 2021. Tính đến ngày 9 tháng 8, thành phố đã chi số tiền hỗ trợ khoảng 50,7 tỷ đồng. Cụ thể hỗ trợ 53.593 người trong nhóm đối tượng đặc thù theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố với tổng số tiền 29 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 1.086 người có công bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ 3.345 đối tượng bảo trợ xã hội neo đơn với số tiền 3,3 tỷ đồng, hỗ trợ 49.162 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo số tiền 24,5 tỷ đồng, hỗ trợ 4.349 người lao động không có hợp đồng lao động với tổng số tiền 6,297 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng theo nghị quyết số 68, Bảo hiểm xã hội thực hiện hỗ trợ cho 172.432 người với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Các quận huyện thực hiện chi trả cho 1.303 người với tổng số tiền 4,3 tỷ đồng.